cho ta vô tư với bao mơ mộng, biết bao tháng ngày bàn kề bên sớt chia. Những lúc lặng thầm thả tung ước mơ lên trời, bạn ơi nhớ không biết bao những kỷ niệm buồn vui cùng tôi. Tuổi thơ thần tiên, biết bao tiếng cười, biết bao nỗi buồn bạn và tôi có nhau. Những yêu dấu ngọt ngào tưởng như vẫn còn đó. Xin hãy ngừng trôi, dù vẫn mãi lên tiếng khóc.
xa rồi. Bạn bè ơi vang đâu đây, còn giọng nói tiếng cười, những nỗi nhớ niềm thương gửi cho ai. Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian chờ. Trong cuộc đời này hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại bên nhau tháng ngày, cho nhau những hoài niệm để nụ cười còn mãi lặng trên hàng mi, trên bờ môi và trong những kỷ niệm xưa. Trôi qua mau chỉ còn lại những kỷ niệm, kỷ niệm thân yêu ơi sẽ còn nhớ mãi tiếng thầy cô, bạn bè mến thương ơi sẽ còn nhớ những lúc giận hờn, để rồi mai chia xa lòng chưa dâng niềm thiết tha, nhớ bạn bè nhớ mãi trường xưa. Đặt bàn tay lên môi giữ chặt tiếng nấc nghẹn ngào, thời gian sao đi xin hãy ngừng trôi, dù vẫn mãi luyến tiếc khi đã xa rồi. Bạn bè ơi vang đâu đây, còn giọng nói tiếng cười, những nỗi nhớ niềm thương gửi cho ai. Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại, trong cuộc đời này hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại bên nhau tháng ngày, cho nhau những hoài niệm để nụ cười còn mãi lặng trên hàng mi, trên bờ môi và trong những kỷ niệm xưa. Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, trên phố tan trường.
giữa phố đông người, ngập ngừng trên môi không nói ra. Ngày nào nụ cười em bé thơ bên em, bạn bè cùng tới lớp, và giờ em đã lớn xinh. Một lần bên em hỡi, nắng gió sân trường vui đùa, ngồi tựa vai nhau. Một hạnh phúc chưa có bao
lại rực rỡ năm tháng tuổi thơ. Chào mừng do các em học sinh trường Trung học Thông Trần Nguyên Hán biểu diễn. Và kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa quý thầy cô cùng toàn thể các bạn, chương trình hội khóa kỷ niệm 20 năm ngày ra trường của niên khóa 1995-1998 trường Trung học Phổ thông Trần Nguyên Hán với tên gọi 20 năm những dấu yêu còn mãi xin phép chính thức được bắt đầu. Hân hoan chào đón quý thầy cô, quý vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể các bạn học sinh trường Trung học Phổ thông Trần Nguyên Hán niên khóa 95-98 đã đến tham dự chương trình hội khóa kỷ niệm 20 năm ngày ra trường của cựu học sinh niên khóa 1995-1998 trường Trung học Phổ thông Trần Nguyên Hán với tên gọi 20 năm những dấu yêu còn mãi ngày hôm nay. Những lời nói đầu tiên, Thùy Dương và Hồng Phúc xin gửi tới quý vị đại biểu, quý thầy cô cùng toàn thể các bạn lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc và chúc cho quý thầy cô cũng như các bạn sẽ có những kỷ niệm thật đẹp bên nhau trong chương trình gặp mặt vô cùng có ý nghĩa này. Kính thưa quý vị, một dòng sông không có thác gành, một con kênh không có bậc nước sẽ là những dòng sông và con kênh êm đềm. Nhưng dòng thời gian mà thiếu đi những dấu ấn, thiếu đi những cột mốc thì sẽ trở nên vô vị. 20 năm, một khoảng thời gian chưa đủ dài để viết nên lịch sử, nhưng với một đời người lại có một ý nghĩa lớn lao khi đánh dấu mốc son trưởng thành của mỗi một con người. Kính thưa các thầy cô và các bạn, kể từ ngày các bạn chia tay thầy cô, bạn bè, rời xa mái trường Trung học Phổ thông Trần Nguyên Hán thân yêu, nay đã 20 năm. Và cũng từng ấy thời gian, các bạn đã tung cánh bay xa, mỗi người đã tự xây dựng cho mình một gia đình riêng, một sự nghiệp riêng của riêng mình. Vòng quay cuộc sống cứ thế cuốn chúng ta đi với biết bao lo toan và bộn bề. Nhưng có một điều chắc chắn rằng những kỷ niệm của thời cấp sách đến trường dưới mái trường Trung học Thông Trần Nguyên Hán sẽ mãi mãi là những ký ức đẹp không thể nào quên. Mỗi năm khi những cơn gió chớm đông se lạnh, khi khắp nơi háo hức cho những hoạt động hướng tới ngày hiến chương các nhà giáo Việt Nam ngày 20 tháng 11, kỷ niệm áo trắng xưa bất chợt ùa về và dâng lên trong lòng mỗi chúng ta một nỗi niềm bồi hồi xúc động. Và cũng trong nỗi niềm cùng cảm xúc đó, chúng ta mong muốn được quay trở lại mái trường xưa yêu dấu để một lần được gặp lại các thầy cô thân yêu cùng bạn bè. Và đó cũng chính là lý do mà tất cả chúng ta có mặt đông đủ tại đây trong buổi sáng ngày hôm nay để cùng nhau tham gia vào trong chương trình 20 năm những dấu yêu còn mãi. Một lần nữa xin được nồng nhiệt chào đón toàn thể quý vị đại biểu, quý thầy cô cùng toàn thể các bạn cựu học sinh niên khóa 1995-1998. Kính thưa quý vị đại biểu, đến tham dự chương trình hội khóa kỷ niệm 20 năm ngày ra trường niên khóa 1995-1998 của trường Trung học Phổ thông Trần Nguyên Hán, xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của các quý vị đại biểu, khách quý, các thầy cô, ban giám hiệu trong thời kỳ niên khóa 95-98. Xin trân trọng giới thiệu thầy Bùi Quang Thi, quyền hiệu trưởng nhà trường. Xin trân trọng giới thiệu cô Vũ Thanh Vân, nguyên hiệu trưởng nhà trường. Xin trân trọng giới thiệu thầy Nguyễn Như Tý, nguyên hiệu phó hiệu trưởng nhà trường. Xin trân trọng giới thiệu cô Phạm Ngọc Diệp, nguyên phó hiệu trưởng nhà trường.
Và xin trân trọng giới thiệu thầy Đỗ Văn Tài, nguyên phó hiệu trưởng nhà trường. Và cùng các thầy cô giáo của trường Trung học phổ thông Trần Nguyên Hãn, niên khóa 95-98. Xin trân trọng giới thiệu đại diện lãnh đạo nhà trường hiện nay. Xin trân trọng giới thiệu thầy giáo Nguyễn Minh Quý, quận ủy viên, bí thư đảng ủy, hiệu trưởng nhà trường. Xin trân trọng giới thiệu cô Nguyễn Thị Đoan Trang, phó hiệu trưởng nhà trường. Xin trân trọng giới thiệu cô Phạm Thị Hương Xuân, phó hiệu trưởng nhà trường. Xin trân trọng giới thiệu thầy Phạm Huy Bình, phó hiệu trưởng nhà trường, cùng các thầy cô là đại diện của đoàn thể trong nhà trường. Và đặc biệt đó chính là sự có mặt, sự hiện diện trong buổi sáng ngày hôm nay của 300 cựu học sinh niên khóa 1995-1998. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Kính thưa quý vị khách quý, kính thưa các thầy cô và các bạn, ngày ấy chúng ta tự hào về trường, hôm nay trường tự hào về chúng ta. Tự hào biết mấy, thân thương biết mấy khi được khoác lên mình những chiếc áo đồng phục mang tên Trần Nguyên Hãn. Niềm tự hào ấy vẫn chưa bao giờ phai mờ sau 20 năm rời xa mái trường. Và ngay sau đây, xin trân trọng kính mời quý thầy cô, quý vị đại biểu cùng toàn thể các bạn, chúng ta sẽ hướng lên màn hình của sân khấu để cùng đón xem một đoạn video clip với tên gọi 20 năm những dấu yêu còn mãi. Năm tháng qua đi, tất cả đổi thay màu, chỉ còn lại vẹn nguyên là nỗi nhớ. Trường cũ ở trong ta như một ngôi đền cổ, ý nghĩ nào cũng thành kính, thiêng liêng. Rất nhiều năm tháng đã đi qua kể từ ngày chúng ta tạm biệt mái trường Trần Nguyên Hãn và âu yếm gọi nơi đây là trường cũ. 20 năm về trước, chúng ta đã bên nhau, vô ưu, vô lo, không một chút toan tính. Một bạn thơ ngây dễ giận hờn, một tôi hay mơ mộng. Một bạn bộc trực nóng nảy, một tôi nhí nhố, thích bông đùa. Những trò tinh nghịch nhất quỷ nhì ma, những rung động đầu đời trong sáng, những lời thầy cô nhắc nhở, những giờ chơi đầy ắp tiếng cười. Bao ký ức tưởng như đã bị che lấp bởi bụi thời gian, hôm nay chợt ùa về, gợi trong ta bao niềm bâng khuâng xúc động, để ta chợt nhận ra trong tim mình những dấu yêu còn mãi. Về đây đứng bên mái trường xưa, thấy như mình trôi trong ngày cũ, bồi hồi nhớ tiếng nói thầy cô, thoáng trong lòng một nỗi lời chim muông reo trong nắng, ai mang
trường xưa thấy như mình trôi trong ngày cũ. Năm tháng qua đi có thể xóa nhòa tất cả, nhưng những ân tình đọng lại sẽ còn xanh mãi với thời gian. Niềm tự hào và tình yêu dành cho ngôi trường Trần Nguyên Hãn hôm nay sẽ lắng sâu vào cảm xúc, thăng hoa thành động lực tinh thần cho chúng ta trong hành trình dài rộng vươn tới tương lai. Kính thưa quý thầy cô cùng các bạn, để có được chương trình gặp mặt sau 20 năm của chúng ta hôm nay, bên cạnh sự nỗ lực của thành viên ban liên lạc khóa 9598, thành viên ban tổ chức, chúng ta không thể không nhắc tới sự nhiệt tình, trách nhiệm của các thầy cô trong ban giám hiệu nhà trường đã tạo mọi điều kiện để chúng ta được tổ chức cuộc gặp gỡ thân mật và ấm áp này. Và sau đây xin được trân trọng mời lên sân khấu thầy Nguyễn Minh Quý, quận ủy viên, bí thư đảng bộ, hiệu trưởng nhà trường sẽ lên có đôi lời phát biểu. Xin trân trọng kính mời thầy. Kính thưa các thế hệ thầy giáo, cô giáo và các cựu học sinh yêu quý. Hôm nay, trong không khí vui tươi phấn khởi của những ngày tháng 11, trong đó có ngày kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam, và đặc biệt đối với trường Trung học Phổ thông Trần Nguyên Hãn là kỷ niệm 42 năm ngày thành lập nhà trường. Kết hợp với cựu học sinh khóa 9598, trường Trung học Phổ thông Trần Nguyên Hãn long trọng tổ chức cuộc hội ngộ ngày hôm nay với tiêu đề 20 năm dấu yêu còn mãi. Thay mặt các thầy cô trong hội đồng sư phạm nhà trường, tôi xin nồng nhiệt gửi tới các thầy giáo, cô giáo, các cựu học sinh khóa 9598 đã về dự cuộc hội ngộ đầy ý nghĩa này. Xin chúc các thầy cô giáo và các anh các chị luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công. Kính thưa các thầy cô, các anh chị học sinh khóa 9598, cách đây 42 năm, để tăng cường cho công cuộc kiến thiết đất nước, Ủy ban Hành chính thành phố Hải Phòng đã có quyết định thành lập trường Trung học Phổ thông Trần Nguyên Hãn vào ngày 12 tháng 6 năm 1976. Trường ra đời trong lúc hoàn cảnh rất khó khăn, nên những ngày đầu nhà trường còn thiếu thốn bộn bề. Nhìn những hình ảnh của các anh các chị ở trong clip, nhìn những hình ảnh các thầy cô gầy gò trong những cái bức ảnh mà còn sót lại sau bao nhiêu năm, chúng tôi mới thấy hồi đó thật là khó khăn, thật là vất vả đối với các thầy cô và các anh các chị. Nhân buổi hội ngộ 20 năm này, chúng tôi, những thế hệ giáo viên đi sau, xin trân trọng cảm ơn công lao đóng góp của các thầy giáo, cô giáo
là cán bộ, giáo viên, nhân viên thuộc lớp người đi trước đã xây nền móng cho ngôi trường này. Nhìn sâu vào trong ánh mắt các thầy cô, dù năm tháng đã đi qua, rất nhiều thầy cô đã sức khỏe rất yếu, nhưng trong ánh mắt các thầy cô vẫn chứa đựng những tình cảm yêu thương học trò và nghĩ về mái trường Trung học phổ thông Trần Nguyên Hãn. Chúng tôi cũng xin gửi tới những đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường đã ra đi mãi mãi, tấm lòng thành kính tri ân của Hội đồng Sư phạm nhà trường. Kính thưa các anh chị cựu học sinh yêu quý, với trường Trung học phổ thông Trần Nguyên Hãn, 42 năm là một hành trình đủ dài để truyền thống được kế thừa và tiếp nối. Còn đối với các anh chị cựu học sinh ngồi tại nơi đây, với tuổi 38, 39, các anh chị cựu học sinh niên khóa 1995-1998 của ngôi trường này đang ở tuổi sung sức và chín chắn trong cuộc đời. Các anh chị đã trưởng thành bằng trí tuệ, khát vọng, mong muốn góp phần xây dựng quê hương đất nước. Kính thưa các anh các chị, vẫn biết cuộc đời còn rất nhiều khó khăn, vất vả. Có những cựu học sinh ngày hôm nay không có điều kiện đến với nhà trường, không có điều kiện đến với các bạn bè, và có những cựu học sinh đã không bao giờ gặp lại thầy cô và bạn bè nữa. Nhưng ngày hôm nay, sự có mặt của các anh các chị ở khắp nơi trên đất nước này về với ngôi trường chứng tỏ các tình cảm của các anh các chị đối với các thầy giáo, cô giáo và đối với ngôi trường Trung học phổ thông Trần Nguyên Hãn vẫn còn vẹn nguyên như những ngày đầu. Và chúng tôi vẫn nhìn thấy các anh các chị từ hôm trước chuẩn bị và đến ngày hôm nay vẫn giữ nguyên một cái nét rất riêng của học sinh trường Trung học phổ thông Trần Nguyên Hãn. Tất cả chúng ta hội ngộ về đây, dù người đi trước hay người đi sau, dù người còn hay người mất, đều phải có một lòng mong mỏi để xây đắp một ngôi trường Trung học phổ thông Trần Nguyên Hãn, để trường Trung học phổ thông Trần Nguyên Hãn mãi là nơi gắn kết tình đồng nghiệp, nghĩa thầy trò, vun trồng cho những cây đời mãi mãi xanh tươi. Kính thưa các thầy giáo, cô giáo và các cựu học sinh yêu quý, những thông điệp nhà trường muốn chuyển đến các thế hệ các cựu học sinh, dù các anh các chị đã ra trường 20 năm, nhưng sự thành công của các anh các chị trong cuộc sống, dù là bác sĩ, kỹ sư hay chỉ là những người bận bịu mưu sinh trong cuộc sống, nhưng các anh các chị luôn là niềm tự hào của trường Trung học phổ thông Trần Nguyên Hãn. Bởi vì sự thành công của các anh các chị, dù chỉ là một người tử tế, bình thường trong xã hội, đó là niềm hạnh phúc của các thầy giáo, cô giáo đang ngồi ở dưới đây. Cuối cùng, xin kính chúc các thầy giáo, cô giáo, các bậc phụ, cha mẹ, các cựu học sinh sức khỏe, hạnh phúc, thành công. Chúc ngôi trường Trung học phổ thông Trần Nguyên Hãn của chúng ta tiếp tục thành công, tiếp tục thắm màu hoa trên con đường phía trước. Xin trân trọng cảm ơn thầy cô và các anh các chị. Xin trân trọng cảm ơn những tình cảm quý báu của thầy giáo Trần Nguyên Hãn, những lời chia sẻ. Kính thưa các vị đại biểu, kính thưa các thầy cô giáo, thưa toàn thể các bạn. Em là Nguyễn Thị Thúy Giang, cựu học sinh lớp 12C4. Hôm nay, trong không khí ấm áp, vui tươi của hội khóa, em rất vinh dự và xúc động được thay mặt cho tập thể cựu học sinh Trần Nguyên Hãn khóa 1995-1998 chia sẻ những cảm xúc tâm tư của mình trong ngày trở về sau 20 năm tạm biệt mái trường yêu dấu. Lời đầu tiên, em xin chân thành cảm ơn các thầy cô và các bạn đã không quản ngại đường xá xa xôi, vượt qua những trở ngại do công việc, do thời tiết, sức khỏe để hiện diện trong ngày sum họp của chúng ta ngày hôm nay. Có một nhà thơ đã từng viết: năm tháng qua đi, tất cả đổi thay màu, chỉ còn lại vẹn nguyên là nỗi nhớ. Trường cũ ở trong ta như một ngôi đền cổ, ý nghĩ nào cũng thành kính thiêng liêng. Thế là đã tròn 20 năm kể từ ngày chúng em rời xa mái trường Trần Nguyên Hãn và âu yếm gọi nơi đây là trường cũ. 20 năm, quãng thời gian không thật dài với cả cuộc đời con người,
Nhưng với chúng em, đó là tất cả những năm tháng thanh xuân để theo đuổi ước mơ hoài bão, để dựng xây sự nghiệp và cả hạnh phúc riêng tư cho mình. Giờ đây, hầu hết chúng em đã có một mái ấm gia đình, một công việc ổn định. Nhưng mỗi khi nhớ về ngôi nhà chung Trần Nguyên Hãn, chúng em bỗng chốc như nhỏ lại, trở về là những cô cậu học trò hồn nhiên một thuở. Kính thưa các thầy, các cô, 20 năm về trước, lứa học trò chúng em rời mái trường, chập chững bước vào đời với hành trang kiến thức được thầy cô gieo hạt. Đứa vào đại học, đứa thì mê mải mưu sinh mà đành từ bỏ ước mơ. Đứa bôn ba nơi xứ người, cũng có đứa đã lầm đường, lỡ bước. Mỗi chúng em, tuy công tác ở nhiều lĩnh vực khác nhau, nhưng hôm nay trở lại trong vòng tay yêu thương của cô thầy. Tất cả có lẽ đều đang hòa chung dòng cảm xúc. Năm tháng vô tình đã in dấu thời gian trên khóe mắt, trên những nếp nhăn, trên mái tóc bạc của thầy cô. Các thầy, các cô đã già yếu nhiều, người còn, người mất. Nhiều giọt nước mắt đã rơi trong ngày gặp lại. Dù mắt đã mờ, chân đã chậm, nhưng mỗi khi nhắc đến lũ học trò năm ấy, các thầy, các cô vẫn dành cho chúng em những tình cảm trìu mến, thân thương. Cả một trời kỷ niệm chợt ùa về, những tiết học sôi nổi, những bài giảng sâu lắng, những lời thầy cô bảo ban nhắc nhở, bao thước phim ký ức làm chúng em xúc động, nghẹn ngào. Kính thưa các thầy, các cô, hôm nay chúng em trở lại trường xưa, tổ chức ngày hội khóa với những tình cảm chân thành nhất để tri ân các thầy, các cô, những người lái đò thầm lặng đã cho chúng em hành trang tri thức và ba bài học làm người thấm thía để bước vào đời. Con đường mà chúng em đã đi, dẫu thuận lợi hay chông gai, dù thành công hay thất bại, thì chúng em luôn luôn trân trọng và ghi nhớ công ơn dìu dắt, dạy dỗ của các thầy, các cô. Một lần nữa, từ trái tim mình và thay mặt cho các bạn về dự hội khóa, cho em được gửi tới các thầy, các cô tình cảm yêu quý và lời cảm ơn sâu sắc nhất. Các bạn thương mến của tôi, 20 năm tròn đã đi qua kể từ khi chúng ta là những chàng trai cô gái 18 tuổi. Giờ đây, chúng ta đã đủ lớn để mong mình bé lại như ngày còn dưới mái nhà chung Trần Nguyên Hãn. Bỏ lại sau lưng cuộc sống mưu sinh bộn bề, hôm nay chúng về ta đã về sum vầy trong tình cảm bạn bè ấm áp. Ngày ấy, chúng ta đã cùng nhau đi qua thời thanh xuân tươi đẹp, với những giờ chơi đầy ắp tiếng cười, những trò tinh nghịch nhất quỷ nhỉ ma, những rung động đầu đời trong trẻo. Vệt ký ức mờ mờ ngỡ như đã bị che lấp bởi bụi thời gian, hôm nay bỗng bừng sáng, làm trái tim ta ngân lên thổn thức. Trở lại lớp cũ trường xưa, bên thầy cô bạn bè thương mến, vào giây phút này, thật sự bản thân tôi và chắc chắn các bạn đang có mặt tại đây cũng đều rưng rưng bao niềm xúc động. Dòng đời mãi miết trôi, chúng ta đã trưởng thành, nhưng tình cảm bạn bè không phai mờ theo năm tháng, để chúng ta vẫn vô tư thân thiết như thuở nào, vẫn trêu đùa tíu tít bên nhau như chưa từng xa cách. Kính thưa các thầy cô, sáng nay trời chợt đổ mưa và lòng em bộn bề biết bao cảm xúc. Em rơi nước mắt khi nghĩ đến biết bao ngày ban liên lạc cùng các bạn đã chuẩn bị cho ngày hôm nay. Em lo lắng cho sức khỏe của thầy cô, không biết sẽ ra sao dưới trời mưa lạnh. Nhưng sự hiện diện của chúng ta tại đây đã là minh chứng cho chân lý. Không gì là không thể khi chúng ta quyết tâm và lòng luôn hướng về nhau. Kính thưa các thầy, các cô trong ban giám hiệu nhà trường, để có ngày hội khóa đầy cảm xúc hôm nay, chúng em đã nhận được sự quan tâm, khích lệ rất lớn từ các thầy cô giáo trong ban giám hiệu, đặc biệt là thầy hiệu trưởng Nguyễn Minh Quý. Chúng em xin trân trọng gửi tới ban giám hiệu nhà trường và các thầy cô trong hội đồng sư phạm lời cảm ơn chân thành nhất. Tập thể học sinh khóa 95-98 chúng em xin tri ân mái trường Trần Nguyên Hãn thân yêu đã hun đúc, tôi rèn cho chúng em trên bước đường học tập và công tác, để bước ra cuộc đời với niềm tự hào mình từng là học sinh trường Trần Nguyên Hãn. Dù ở cương vị nào, chúng em vẫn sẽ tiếp tục phấn đấu và cống hiến để làm rạng danh mái trường và quê hương yêu dấu. Kính thưa các thầy, các cô, thưa các bạn yêu quý, trong giây phút này, chúng ta đồng cảm và chia sẻ với các thầy cô giáo, các bạn của chúng ta vì những lý do riêng mà hôm nay không thể đến chung vui. Nhưng chắc chắn là dù có đi đâu về đâu, chúng ta vẫn hướng về nhau trong tình thương mến như một mối liên kết chan hòa thuở còn chung trường chung lớp. Chúng ta sẽ còn nhiều dịp sum họp như hôm nay, phải không các bạn?
Chúng ta hãy cùng hướng cái nhìn về tương lai, mong rằng tập thể học sinh Trần Nguyên Hãn khóa 95-98 sẽ gắn kết bền lâu, tương thân tương ái, giúp đỡ nhau khi khốn khó, chia sẻ khi có niềm vui, để cùng đồng hành trên đường đời muôn lối. Các bạn yêu quý, có lẽ sẽ còn rất lâu nữa chúng ta mới có dịp gặp mặt nhau đông đủ như ngày hôm nay. Còn nhiều điều trái tim muốn nói, tuy nhiên hãy để tiếng lòng tự đến cùng nhau. Một lần nữa, em xin chân thành cảm ơn sự hiện diện của các thầy cô kính yêu và tất cả các bạn. Cảm ơn các thầy, các cô đã dạy dỗ chúng em nên người. Cảm ơn các bạn đã đồng hành và chung tay vì sự thành công của ngày hội khóa. Thay mặt ban liên lạc khóa 95-98, em xin kính chúc các thầy, các cô và các bạn dồi dào sức khỏe, luôn hạnh phúc và gặp nhiều thành công trong cuộc sống. Chúc ngày họp mặt hôm nay mãi là dấu ấn đẹp đẽ không phai mờ, để khi trở về với cuộc sống đời thường, chúng ta có thêm nhiều động lực cho sự vươn tới tương lai. Em xin trân trọng, cảm ơn. Kính thưa các thầy cô và kính thưa các anh cựu học sinh, anh chị cựu học sinh khóa 95-98, ngồi trong cái khoảnh khắc rất là đặc biệt vào một ngày Chủ nhật. Lúc ban đầu thì trời mưa thì bản thân tôi hôm qua cũng ở lại đây, cũng lo là ngày hôm nay là trời mưa như vậy thì không biết là cái chương trình của trường có tổ chức thành công không. Cũng phải hai lần cô Hương cô nhắc và cô nhờ là nhờ hiệu trưởng là thắp hương ở chỗ bàn thờ Tả Tướng Quốc. Thì tôi cũng hai lần sang thắp hương và cũng mong một cái mong muốn một cái thời tiết rất là thuận tiện cho các anh các chị để làm. Hôm nay thì ngồi ở dưới thì tôi với các thầy cô ở trong ban giám hiệu ở những thời kỳ trước ấy rất là xúc động khi nghe những cái lời tâm sự của bạn Nguyễn Thi Giang, cựu học sinh của trường Trần Nguyên Hãn, cũng là đang là giáo viên bộ môn ngữ văn trường Trung học cơ sở Lê Chân. Kính thưa các anh các chị, cái điều hạnh phúc nhất của một người thầy đấy đó là chứng kiến cái sự trưởng thành của học sinh. Cô Giang cũng là một cô giáo và đang là một cô giáo ngoài kiến thức chuyên môn tốt thì là một người truyền lửa đối với các thế hệ học sinh của trường Trung học cơ sở Lê Chân. Cũng rất là mong rằng sau này còn gặp lại các anh các chị. Bây giờ là 20 năm, tôi không biết là sau này các anh chị gặp lại là 25 năm, 30 năm hay 40 năm. Chắc chắn là trong đây là sẽ có những thầy cô giáo mà các anh chị mãi mãi không bao giờ nhìn thấy. Và hôm nay sống trong cái khoảnh khắc và rất là xúc động với cái bài phát biểu rất chân tình của cựu học sinh Nguyễn Thi Giang. Cũng xin phép và đứng đây cũng có một vài lời bộc bạch tâm sự và rất mong các anh các chị học sinh trường Trần Nguyên Hãn là mãi mãi sẽ là học sinh của Trần Nguyên Hãn, luôn luôn là yêu thương, luôn luôn tình cảm và luôn luôn là nghĩ đến với ngôi trường và thầy cô. Trân trọng cảm ơn thầy cô và tất cả các anh các chị. Chúng em trân trọng cảm ơn thầy và sẽ ghi nhớ những lời thầy nhắc nhở. Chúng em sẽ mãi mãi là học sinh Trần Nguyên Hãn. Kính thưa quý vị, có một nhà thơ đã từng viết rằng: lặng xuôi năm tháng em trôi, con đò kể chuyện một thời xa xưa, sang người chèo trống đón đưa, mặc cho bụi phấn giữa trưa rơi nhiều. Có lẽ tình cảm với các thầy cô cùng với trường sư lớp cũ sẽ luôn luôn thường trực trong trái tim của mỗi chúng ta. Và để thể hiện tình cảm chân quý, sự tri ân đối với các thầy cô giáo kính yêu, hôm nay trong buổi hội khóa kỷ niệm 20 năm ngày ra trường của học sinh niên khóa 1995-1998, tập thể cựu học sinh chúng em xin dành tới các thầy cô những món quà tri ân thay cho những lời cảm ơn sâu sắc nhất chúng em muốn gửi tới các thầy, các cô. Và xin mời các bạn cựu học sinh đại diện các lớp, chúng ta sẽ đón các thầy cô lên sân khấu. Xin mời, em xin mời các thầy. Và xin trân trọng giới thiệu đến quý vị đại biểu, khách quý. Đây là tất cả các thầy cô nguyên là lãnh đạo và hiện giờ đang là lãnh đạo của nhà trường.
thưa quý vị, trên sân khấu chính là những người đã gắn bó với quá trình xây dựng và phát triển trong suốt hơn 43 năm qua của trường Trung học thông Trần Nguyên Hán. Chúng ta hãy dành những tràng pháo tay thật lớn để cảm ơn tất cả các thầy cô giáo trong chức nguyên là ban giám hiệu qua các thời kỳ của trường Trung học thông Trần Nguyên Hán. Lễ tân các bạn sau khi sau nhiệm vụ chúng ta đứng phía sau ạ, đứng phía đằng sau ạ. Các bạn đứng phía đằng sau ạ. Cựu học sinh niên khóa 95-98, chúng em xin được trân trọng cảm ơn sự hiện diện của các thầy cô trong buổi sáng ngày hôm nay và xin được kính chúc các thầy cô luôn luôn dồi dào sức khỏe để tiếp tục tham gia cùng với chúng em trong những chương trình hội khóa kỷ niệm 25-30 năm và nhiều hơn thế nữa. Kính thưa quý vị đại biểu khách quý, niềm vui ngày hội ngộ càng trở nên đong đầy khi chúng ta được trở về với trường xưa lớp cũ, được gặp lại những gương mặt thân thương và đặc biệt khi chúng ta gặp lại thầy cô, vui mừng xiết bao khi thấy thầy cô còn mạnh khỏe. Để tiếp tục chương trình, em xin được trân trọng kính mời thầy Bùi Quang Thi, nguyên hiệu trưởng nhà trường sẽ có đôi lời tâm sự và dặn dò chúng em. Xin trân trọng kính mời thầy. Kính thưa các vị đại biểu, thưa các vị khách quý, các thầy cô giáo cùng các em học sinh thân mến, vừa rồi tôi ngồi dưới được nhìn những cái cảnh mà các em tổ chức hôm nay, lời phát biểu của các em, của thầy quý, tôi rất xúc động. Và sau đây là một vài điều
tâm tư của tôi mộc mạc thôi, nhưng nó là cả cái suy nghĩ của tôi trong những ngày mà được các em thông báo là tổ chức cuộc họp mặt hôm nay. Trong đời người, khi về già thường hay nghĩ về thời thơ ấu, nghĩ về những cảnh cũ người xưa, nơi mình đã từng sống, làm việc. Đó là tâm lý hoài niệm phổ biến ở những người cao tuổi. Tôi cũng là người như thế. Vì lẽ đó, hôm nay tôi rất hoan nghênh và cảm ơn các cựu học sinh khóa 1995-1998 trường Trần Nguyên Hãn đã tổ chức buổi kỷ niệm 20 năm ra trường để tôi có dịp gặp mặt và chuyện trò với các em sau 20 năm xa cách. 20 năm trải nghiệm cuộc sống, các em đã trưởng thành rất nhiều, đã hiểu sâu hơn về cuộc sống, mặt phải, mặt trái, và từ đó xác định cho mình một nhân sinh quan. Hôm nay tôi muốn có đôi lời chia sẻ với các em như những người bạn. Xin phép các vị đại biểu, các vị khách quý cho tôi được nói chuyện đôi lời với các em. Các em cựu học sinh khóa 1995-1998 trường Trần Nguyên Hãn thân mến, hơn 20 năm về trước, các em học tập trong hoàn cảnh nhà trường có nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, lòng tin yêu của nhân dân, cha mẹ học sinh với nhà trường. Nhưng các thế hệ thầy cô giáo cùng các em trong mấy chục năm qua đã nhẫn nại, đưa trường vào kỷ cương nề nếp và xây dựng cơ sở vật chất nhà trường, mở rộng các hoạt động giáo dục trong và ngoài nhà trường, giúp cho việc nâng cao chất lượng giáo dục mọi mặt của nhà trường. Lòng tin yêu nhà trường được nâng lên, kết quả này có phần đóng góp của các em. Ngày nay các em đã ra trường và hoạt động, làm ăn, sinh sống trong những hoàn cảnh khác nhau. Song tôi mong muốn rằng các em luôn nhớ mình là học sinh trường Trần Nguyên Hãn. Nhớ tới trường, tới bạn bè, thầy cô, tôi đề nghị các em mấy điều sau đây. Một, luôn có niềm tin yêu trong cuộc sống, tin yêu con người, dù thực tế còn nhiều điều làm cho ta bức xúc, chưa hài lòng. Hai, trong công việc làm ăn, dù đã thành công hay chưa thành công, thậm chí thất bại, nhưng không nản chí, vẫn hy vọng say sưa làm việc để chiếm lĩnh đỉnh cao nghề nghiệp. Với tinh thần như cụ ngày xưa đã nói, nhất kể tinh, nhất thân vinh. Ba, nếu có thể, các em hãy làm được một việc có ích, một việc thiện cho đời, dù là việc nhỏ, rất nhỏ. Chẳng hạn, giúp một em bé thất học được đến trường, giúp một người nghèo chữa bệnh, giúp người thất nghiệp có việc làm, vân vân. 4. Xây dựng gia đình mình là một gia đình hạnh phúc, hài hòa, không nhất thiết là giàu sang, lắm tiền, nhiều của. Luôn có một cuộc sống ấm êm, tinh thần thoải mái trong gia đình. Làm được việc có ích cho gia đình, cộng đồng, xã hội là các em mang lại niềm vui cho các thầy cô giáo, mang lại niềm tự hào cho nhà trường. Nhà trường tự hào về các em và ngược lại các em tự hào về nhà trường. Đó là điều tôi hằng mong ước trong suốt những năm tháng làm việc và cho đến ngày nay. Trên đây là những điều tôi đã trải nghiệm trong cuộc sống, trong cuộc đời mình, nay muốn trao đổi với các em, mong các em suy ngẫm. Kính chúc các vị đại biểu, các vị khách quý, các thầy cô giáo cùng các em học sinh luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, thành đạt. Trân trọng cảm ơn.
và nếu thuộc về nhau, anh sẽ trở lại vì chính em, cô gái ngày hôm qua.
thưa quý thầy cô cùng toàn thể các bạn, ca khúc Cô Gái đến từ Hôm Qua với phần thể hiện của bạn Vũ Hương lớp A1 và bạn Tùng lớp A4 dường như đã đưa chúng ta chậm chậm từng chút một quay trở lại với một miền ký ức của tuổi thanh xuân, ký ức của 20 năm về trước. Nỗi nhớ chẳng bao giờ nhớ thế, bạn có nhớ trường, nhớ lớp, nhớ tôi không? Tưởng như mới hôm nào, tất cả chúng ta còn đều là những cô cậu học trò, hồn nhiên vô tư với biết bao nhiêu trò nghịch ngợm. Vậy mà ngày hôm nay đây, chúng ta gặp nhau thoáng một chút ngập ngừng mới nhận ra nhau. Trường yêu hỡi, chúng tôi về đây, nhìn tôi xem giờ đây khác xưa rồi. Ngày nào rời trường mặc thêm áo mới, giờ gặp lại trường vẫn như xưa. Và sau đây xin kính mời quý vị đại biểu, quý thầy cô cùng toàn thể các bạn hướng lên màn hình để cùng hòa mình với dòng cảm xúc những nụ cười trở lại. Xin mời. Một món quà đầy bất ngờ dành tặng cho tất cả các thầy cô cũng như là các bạn học sinh niên khóa 95-98, màn trình diễn thời trang độc đáo ấn tượng với tên gọi 20 năm tuổi thanh xuân còn mãi. Đây cũng sẽ là tiết mục mở màn cho phần hội với những tiết mục hứa hẹn sẽ vô cùng thú vị và hấp dẫn. Và chúng ta cùng chào đón ra sân khấu hai người dẫn chương trình duyên dáng của Trần Nguyên Hán Fashion Show ngày hôm nay, bạn Thúy Giang lớp C4 và Quang Tuấn lớp C2. Xin một tràng pháo tay nhiệt liệt chào đón phần trình diễn thời trang với chủ đề Tuổi Thanh Xuân Còn Mãi của cựu học sinh Trần Nguyên Hán khóa 95-98 ngày hôm nay. Tà áo em bay 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 trong gió nhẹ nhàng. Mở đầu chương trình là các đại diện đến từ lớp 12A1, bạn Thanh Định và Phương Thảo. Bay 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 trên phố dịu dàng. Áo bay trên đường như mây xuống xuất hiện trên sân khấu ngày hôm nay, Phương Thảo thật xinh đẹp với tà áo dài hồng trang nhã. Đẹp điểm nhấn của trang phục là một áo hoa xinh xắn tạo cho Phương Thảo vẻ đẹp đầy nữ tính. Xin cảm ơn Thanh Định, Phương Thảo với trình diễn mở màn thật là duyên dáng. Tiếp theo là cặp đôi Quốc Hùng, Nguyễn Quyên đến từ tập thể 12A2. Thoáng thấy áo dài bay trên đường phố, sẽ thấy tâm hồn quê hương ở đó. Nguyễn Quyên chọn cho mình chiếc áo dài vàng tươi, nổi bật và tươi tắn. Bạn chia sẻ, đây là trang phục bạn thường mặc như dịp hội diễn, văn nghệ ở cơ quan, giúp cho bạn tự tin, thoải mái. Bạn Quốc Hùng với trang phục gọn gàng, lịch lãm đã làm nền để Nguyễn Quyên, cô gái mang màu nắng tỏa sáng trên sân khấu ngày hôm nay. Xin trân trọng cảm ơn Quốc Hùng, Nguyễn Quyên. Trên sân khấu của chúng ta ngay lúc này là sự kết hợp tuyệt vời giữa B8 và A3. Xin giới thiệu cặp đôi Vân Hiền và Khắc Duy. Một sự kết hợp thật đặc biệt, xin các bạn một tràng pháo tay.
Hôm nay Khắc Duy và Vân Hiền giản dị với trang phục công sở quen thuộc. Vân Hiền là một cô giáo, vì vậy bạn chọn cho mình một bộ áo dài trắng trang nhã, thanh lịch, kết hợp với quần tím đồng bộ với nhành hoa trên ngực áo. Đây là trang phục bạn thường mặc đến lớp, tạo vẻ đẹp kín đáo, trang trọng mà vẫn không kém phần duyên dáng trẻ trung. Xin cảm ơn Khắc Duy và Vân Hiền. Tiếp theo chúng ta cùng nồng nhiệt chào đón hai bạn Nguyễn Hoa và Huy Tùng, đại diện lớp 12A4. Trên sân khấu hôm nay, Nguyễn Hoa mặc trang phục áo dài xanh da trời, màu của niềm tin, của ước mơ, hy vọng. Bên cạnh là bạn Huy Tùng với đồ Âu, sơ mi lịch sự, trẻ trung. Xin cảm ơn hai bạn đã mang tới cho hội khóa những sắc màu tuổi trẻ thật nhẹ nhàng, tươi sáng. Tiếp theo chương trình xin giới thiệu Đào Nga và Huy Sơn, những gương mặt đại diện của tập thể A5. Nếu Huy Sơn đơn giản với áo phông trắng, cổ xanh, đồng phục của lớp, thì Đào Nga lại rực rỡ trong chiếc áo dài hoa đỏ. Những đóa hoa xinh xắn trên tà áo nhẹ bay theo mỗi bước di uyển chuyển của bạn đã tôn lên vẻ duyên dáng. Với chiều cao lý tưởng không khác gì những người mẫu chuyên nghiệp, Huy Sơn và Đào Nga quả là những gương mặt nổi bật trên sân khấu hôm nay. Hãy dành thêm một tràng pháo tay để cảm ơn hai người mẫu. Tạm biệt khối A. Xin nồng nhiệt chào đón đại diện của khối B, cặp đôi Phạm Thúy và Trung Kiên, đại diện của lớp 12B7. Rất phù hợp với trẻ nam tính, mạnh mẽ của Trung Kiên là Phạm Thúy với trang phục cô ba Sài Gòn trẻ trung, năng động. Công tác trong ngành y, quen với chiếc áo blue trắng, nhưng Phạm Thúy rất thích mặc áo dài. Thúy chia sẻ, bạn thường diện trang phục này vào những dịp sinh nhật, lễ hội, ngày vui bên gia đình, bè bạn. Xin cảm ơn Trung Kiên, Phạm Thúy. Tiếp theo là gặp bạn Linh Lan và Nguyễn Khánh đến từ tập thể lớp 12C1. Với vóc dáng cao ráo và khuôn mặt dịu dàng đậm chất Á Đông, hôm nay Linh Lan thật nổi bật với tà áo dài lụa hồng tươi tắn. Sánh bước cùng bí thư Nguyễn Khánh, hot boy của C1 thủa nào. Tuy sánh bước cùng bí thư Nguyễn Khánh, hot boy C1, Linh Lan vẫn thật tự tin, xinh đẹp. Một lần nữa xin cảm ơn những đại diện của 12C1. Và xuất hiện ngay trên sân khấu lúc này là những cô gái xinh đẹp của 12C2, Hoàng Hải và Anh Yến. Khối C vốn không có nhiều nam, nhưng thế mạnh của các bạn lại chính là các cô gái với sắc đẹp mỗi người một vẻ. Và như các bạn đang thấy, Hoàng Hải rực rỡ với áo dài in hình búp bê Nga, còn anh Yến cũng rạng ngời trong áo dài hoa đỏ. Những lựa chọn thật đồng bộ đã làm cho phần trình diễn của hai bạn rất đặc sắc và ấn tượng, phải không các bạn? Chúng ta cảm ơn hai bạn anh Yến, Hoàng Hải. Tiếp theo chương trình, một tràng pháo tay chào đón hai kiều nữ của tập thể 12C3. Lan Anh và Mỹ Hành. 20 năm trước, hai bạn vốn là một đôi bạn thân thiết. Và giờ đây, 20 năm sau, bạn vẫn sánh bước bên nhau, gắn bó như thủa còn chung nước. Lan Anh và Mỹ Hành cùng lựa chọn những trang phục áo dài hoa gam trầm, tôn lên vẻ đẹp đầm thắm, sang trọng, nhưng vẫn không kém phần tươi trẻ. Trình diễn hôm nay là cặp đôi đến từ 12C4, Hải Ninh và Phạm Loan. Nếu Hải Ninh lịch lãm với sơ mi, quần Âu thì Phạm Loan lại tươi tắn rực rỡ với áo dài vàng in hình hoa phượng và cầu thê húc. Những hình ảnh thân thuộc trên tà áo đã nhắn gửi thông điệp về tình yêu quê hương đất nước Việt Nam, thật là sâu sắc, ý nghĩa, phải không các bạn? Chúng ta hãy đổ một tràng pháo tay chúc mừng Hải Ninh, Phạm Loan đã hoàn thành phần trình diễn của mình. Và bây giờ xin mời các thầy cô và các bạn cùng chim lại
ngước lại những gương mặt thân quen của khóa 9598, một bộ sưu tập thời trang chủ đề Tuổi thanh xuân còn mãi. Bây giờ là sự kết hợp của các bạn không cùng lớp, chúng ta hãy nổ một tràng pháo tay để chúc mừng sự kết hợp này. Vì đã mang đến hội khóa hôm nay những sắc màu cuộc sống tươi đẹp, để chúng ta tin rằng với Trần Nguyên Hãn 9598, năm tháng như chưa từng đi qua. Xin chân trọng cảm ơn. Trường em Trần
cảm ơn tập thể lớp A1. Kính thưa quý thầy cô cùng toàn thể các bạn, để tiếp nối mạch cảm xúc đầy phấn chấn và tự hào của ca khúc Hành Khúc Trần Nguyên Hán. Tiếp theo chương trình, xin kính mời quý thầy cô và các bạn sẽ đến với một ca khúc mới của nhạc sĩ trẻ Xuân Bình, ca khúc có tựa đề Tôi Người Hải Phòng. Hải Phòng ăn sóng nói gió quanh năm, sau bao năm bôn ba nay trở về quê hương tôi. Tôi người Hải Phòng đôi vai đầy nắng gió, chân chân thật thà là tình cảnh con người quê tôi. Một chút ngang ta tôi sinh ra và lớn lên, sao yêu đến thế? Kìa những chàng trai ngước chân gió biển, duyên dáng mặn mà là thiếu nữ quê tôi. Yêu cuộc sống nơi đây không lo toan tính muộn phiền, mời bạn hãy đến với quê hương tôi. Thành phố nở hoa, một trời nắng đỏ soi bóng mặt hồ, nhà cánh phượng rơi. Một nhịp sống sinh sôi, đất mẹ thay áo từng ngày. Dù đi đâu, dù về đâu, tự hào nói tôi người Hải Phòng. Gió quanh năm, sau bao năm bốn ba, nay trở về quê hương tôi. Tôi người Hải Phòng, đôi vai đầy nắng gió, chân chân thật thà là tình cảnh con người quê tôi. Một chút ngang tàng, một chút ngông cuồng. Trở về nơi tôi sinh ra và lớn lên, sao yêu đến thế? Kìa những chàng trai bước chân gió biển, duyên dáng mặn mà là thiếu nữ quê tôi. Nhiều cuộc sống nơi đây không lo toan tính muộn phiền, mời bạn hãy đến với quê hương tôi. Thành phố nở hoa, một trời nắng đỏ soi bóng mặt hồ, cánh phượng rơi. Một nhịp sống sinh sôi, đất mẹ thay áo từng ngày. Dù đi đâu, dù về đâu, tự hào nói tôi người Hải the house.
cảm ơn bạn Huy Tùng đến từ lớp A4. Thật tự hào biết mấy khi chúng ta là người Hải Phòng và tự hào biết mấy khi chúng ta là học sinh của trường Trung học phổ thông Trần Nguyên Hãn. Và có lẽ rằng trước khi đến với những nội dung tiếp theo của chương trình ngày hôm nay thì ban tổ chức xin được mời tất cả các bạn, cựu học sinh của các lớp chúng ta sẽ cùng trở lại khu vực sân khấu để tham gia vào trong một phần vô cùng đặc biệt, vô cùng bất ngờ mà ban tổ chức của chúng tôi đã chuẩn bị và muốn dành tặng cho tất cả các bạn trong buổi sáng ngày hôm nay. Đến với phần chơi này thì cả khóa của chúng ta chỉ có đại diện 3 lớp thôi ạ. Và phần thưởng cực lớn, phần thưởng dưới 1 tỷ đồng. Vâng ạ, xin cảm ơn bạn Ngọc Anh và bạn Hiệp. Tôi muốn hỏi bạn Hiệp một câu nho nhỏ thôi. Bạn có nhận ra 3 bạn nữ đang đứng cùng trên sân khấu của bạn không ạ? Thực ra câu hỏi này cũng rất là khó. Bởi vì là 20 năm thì thực ra cũng là một cái thời gian thì không phải dài nhưng mà cũng không phải ngắn. Và các bạn này là các bạn nữ mà nghe lại vừa được biết là các bạn ở khối C nữa thì mình ở khối A. Cho nên là cũng nhìn các bạn cũng hơi quen, cũng không được nhớ rõ lắm. Vâng ạ, vì sao mà Thùy Dương lại đặt ra cho bạn Hiệp một câu hỏi như vậy? Bởi vì ngay sau đây thì ban tổ chức chúng tôi sẽ muốn gửi tới tất cả các bạn cựu học sinh khóa 95-98 một trò chơi có tên gọi là gương mặt thân quen. Đúng như là bạn Hiệp vừa nói rằng là 20 năm là một khoảng thời gian không dài nhưng cũng không phải là ngắn, và tất cả các bạn chúng ta sẽ đều có những cái sự thay đổi theo thời gian. Và chúng ta trước đây là những cô cậu học trò rất là vô tư hồn nhiên, nhưng bây giờ thì đều là những ông bố bà mẹ, đều là những người đã có những cái vị trí nhất định trong xã hội rồi. Vì vậy cho nên là có thể là chúng ta sẽ có những cái chút bỡ ngỡ ngỡ ngàng khi mà nhìn thấy nhau. Vì vậy cho nên trò chơi này chúng tôi muốn gửi tới quý vị với mong muốn là chúng ta sẽ tìm lại những kỷ niệm, những ký ức mà chúng ta đã có cùng với nhau 20 năm về trước, và cũng đồng thời muốn cho tất cả các bạn nhận ra nhau. Để lần sau, ví dụ khi mà đến hội khóa 25 năm thì có thể khi mà tôi hỏi bạn Hiệp là bạn có nhận ra người đứng bên cạnh bạn không thì bạn có thể tự tin trả lời rằng bạn ấy tên là gì, bạn ấy học lớp nào và bạn ấy đã có những kỷ niệm gì gắn bó với bạn. Và đó cũng chính là cái ý nghĩa và cái mục đích mà chúng tôi muốn tất cả các bạn có được trong trò chơi có tên gọi là gương mặt thân quen. Và trò chơi này cũng rất đơn giản thôi ạ. Chúng tôi yêu cầu là mỗi một lớp cử ra 2 đại diện, và trong đó tí nữa các bạn sẽ tự thỏa thuận với nhau trong vòng 3 giây, 3 giây ngắn thôi nhé, là ai sẽ là người bịt mắt. Và người bịt mắt đó sẽ có nhiệm vụ là người mà không bịt mắt thì sẽ có nhiệm vụ là sẽ dùng những cái đặc điểm hình thể cũng như là những cái kỷ niệm mà trước đây các bạn đã từng có với nhau trong lớp để gợi ý cho người bị bịt mắt. Và người bị bịt mắt đó sẽ phải đoán ra được tên của người mà chúng tôi sẽ chiếu hình ảnh ở trên clip phía đằng sau sân khấu. Dạ đương nhiên là không được đoán mò ạ. Bởi vì thực ra họ tên thì là nó cũng hơi khó, cho nên là chúng ta có thể đoán tên, đoán biệt danh, tất cả những cái gì mà gọi là thân thuộc và thân quen nhất với các bạn 20 năm về trước. Các bạn đã rõ luật chơi chưa ạ? Cả 3 đội đã rõ luật chơi chưa ạ? Vậy thì bây giờ đội nào sẽ xung phong chơi trước ạ? A5, xin mời A5 chơi trước ạ. Vâng, xin mời A5. Vâng ạ, vâng, đây xin là mời sự chỉ định của người dẫn chương trình Hồng Phúc ạ. C4 và B7 chúng ta vào vị trí sân khấu ạ. Cả hai. Không. Bạn là người. Vâng ạ, và những thành viên của những lớp còn lại thì chúng ta sẽ thông qua hình ảnh thân quen ở trên màn hình sân khấu thì chúng ta sẽ cùng nhau đoán xem đó có phải là người thân, người quen của mình hay không nhé. Không được dùng từ nóng, đúng không ạ? Không được dùng biệt danh. Bạn này hôm nay trông hơi ngầu. Vâng. Xin gợi ý với bạn là bạn này là có tên là bạn, tên bạn có 4 chữ cái. Và không ạ. Không trả tên. Không trả tên à? Thế trả gì ạ? Không liên quan tên à? Chúng tôi xin lưu ý là các bạn sẽ dùng những đặc điểm hình thể, những cái tính cách hoặc là những cái kỷ niệm trước đây mà các bạn có với nhau, không liên quan đến tên cả. Tên là của bạn bên kia bạn đoán. Mình xin gợi ý thứ nhất là bạn này là một bạn nam. Bạn người có chiều cao, tức là cũng không rất là khiêm tốn, không không cao mà cũng gọi là hơi gầy gầy.
À, không có. Không không ạ. Khó quá. Không ít thông tin quá. Đoán được chưa? Mới có thế này thôi. À, nhà bạn ở trên. Không. Không có. No. À không có. Xin hỏi bạn. À rồi. Tên của bạn là gắn với cả một đồng chí Bộ trưởng Bộ Giáo dục ạ. Bộ gì? Hình như đồng chí này chưa là Bộ trưởng Giáo dục bao giờ. À Bộ Văn hóa và Thông tin, nhầm xin lỗi ạ. Căn bản này về hội trường liên quan giáo dục đơn giản là tớ hơi nhầm tí. Bộ trưởng Bộ Văn hóa và Thông tin. Không biết. À, không biết, câu trả lời là không biết ạ. Khó thế nhỉ. Rồi. Xin một cơ hội cuối cùng cho anh Lâm nào. À, bạn ấy có một kỷ niệm, tức là trong giờ, bạn nhớ nhá, giờ vật lý của thầy Đạt. Bạn ấy phát minh ra một cái quy tắc vật lý, quy tắc bàn chân .. Có nhớ không? Người ta có quy tắc bàn tay trái, nhưng mà bạn ấy có quy tắc bàn chân .. Bạn gì nhỉ? Nói thế thì sao mà bắn nữa. Xin mời khán giả An Lâm ạ. Xin mời khán giả An Lâm có gợi ý gì không ạ? Bí quá rồi, còn cái gì nữa nào? Xin mời Huy Sơn chạy mic cho mình khán giả An Lâm có ý kiến gì không ạ? Các bạn ở dưới An Lâm khẩn trương lên đây. Chạy mic xuống dưới. Còn mic nào cho bạn em mượn đi. Huy Sơn ơi, lấy một cái mic Huy Sơn ơi. Người bạn này ngày xưa học ban A, thành ra là alo, bạn ấy tả. Bạn này là thành viên của A Lâm, Ngọc Anh ạ. Đây là thành viên của A Lâm. Bạn ấy là, đấy tên nó khó nhỉ. Bạn ấy là tên của bạn ấy trùng với tên của một bộ trưởng truyền thông. Bạn ấy hiện tại bây giờ đang sinh sống ở trên Hà Nội. Có một cái quy tắc mà trong giờ vật lý mà cả lớp chúng ta cười ồ lên. Công. Bạn Công à. Sai. Và cơ hội của A Lâm đã hết ạ. Vâng, A Lâm sai rồi. Mở bạn mở ra. Đây, xin mời bạn hướng đến sân khấu. Đồng chí này là ai? Vâng. Mr. Trần Hoàn. Thôi, xin vâng, cảm ơn A Lâm. A Lâm đã không giành được phần thưởng của ban tổ chức ạ. Xin mời đại diện của B7. Xin mời B7 ạ. A Lâm may mắn lần sau. Ban tổ chức chú ý nhá, bịt mắt của thí sinh xong rồi thì chúng ta mới được đưa ảnh và không được đưa tên nào. Bạn bịt mắt vào rồi bạn mới thấy cần tớ đúng không? Bắt đầu. Đây, lại, nghe đây. Mặt tao thấy ngu. Đây là một bạn nữ xinh đẹp ở lớp mình. Bạn ấy ngày xưa đi học ấy là cũng không ngoan, không hiền, không học giỏi, rất bình thường. Nhà bạn ấy có ba chị em gái. Mà lớp mình là rất nhiều bạn là ngấm nghé hai em gái của bạn ấy. Bạn đoán là Hương Nga. Trời ơi, giỏi quá. Vâng, xin mời đáp án của ban tổ chức ạ. Bạn Hương Nga hôm nay có mặt ở đây không ạ? Hôm nay bạn Hương Nga không có mặt ở đây. Ok, bạn rất là giỏi. Bạn này tên đầy đủ là Nguyễn Thị Hương, lớp B7 ạ. Vâng, xin mời phần quà của ban tổ chức ạ. Bạn Hương Nga của lớp B7 mà ngày hôm nay có mặt ở đây chắc chắn sẽ nhảy lên trên sân khấu để ôm chầm lấy bạn một cái. Bởi vì chắc chắn rằng là các bạn sẽ có những cái đã có những cái kỷ niệm rất gắn bó với nhau đúng không ạ? Vâng ạ, bây giờ sẽ là đến phần chơi của lớp C4. Vâng, xin mời lớp C4. Không bịt miệng ạ. Chúng ta bịt mắt, không bịt miệng. Xin mời phần chuẩn bị của ban tổ chức. Bạn này cao và xinh gái. Có một chiếc răng khểnh. Cái lớp có nhiều thế. À, mà C4 toàn người xinh ấy đúng không? Toàn người xinh. Mà rõ ràng hơn ạ. Vừa là gái vừa là dâu của C4. Lớp thì cũng có mấy người vừa là gái vừa là dâu của C4. Thông tin vẫn chưa đầy đủ. Tên của một nữ diễn viên nổi tiếng trong Biệt động Sài Gòn. Thế thì Ly Cô Huyền Trang rồi.
Vâng, rất thông minh, rất thông minh. Vâng, xin mời đáp án của ban tổ chức ạ. Có phải là Huyền Trang không ạ? Vâng, đó là bạn Nguyễn Huyền Trang lớp C4 ạ. Vâng, xin hỏi bạn Nico Huyền Trang đâu ạ? Đứng dậy ạ. Vâng, tóc bạn giờ này dài rồi. Vâng, xin cảm ơn. Vâng, và đội chiến thắng hôm nay của chương trình hôm nay đó là lớp B7 và lớp C4 ạ. Xin một lần nữa chúng ta hãy cùng vỗ tay cho hai đội chơi rất là xuất sắc ạ. Vâng ạ, phần thưởng lớn nhất dành cho các bạn đó chính là những tràng vỗ tay vô cùng rộn ràng của tất cả các bạn khóa 9598 dành cho các bạn. Vâng, phần thưởng của chúng ta rất giá trị ạ. Vâng, quan tâm đến sức khỏe các bạn ạ. Vâng, dưới 1 tỷ đồng. Vâng. Vâng, xin cảm ơn các bạn đã tham gia rất nhiệt tình vào trong trò chơi của chúng tôi. Và có lẽ rằng bây giờ trên sân khấu sẽ là một ca khúc vô cùng có ý nghĩa, gắn liền với tuổi thơ của chúng ta trong những lần đi đến trường. Đó là ca khúc Con Đường Đến Trường, một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Đăng Khương. Xin mời quý vị cùng đón xem với phần biểu diễn của tốp ca đến từ lớp A2. Trên con đường này, hoa được vàng trải dưới chân tôi, ngập ngừng trong tôi như thầm hỏi, đường về trường ôi sao là quá. Một lần đi qua con đường này, bao kỷ niệm chất sống trong tôi, để lại trong sân ngôi trường này, còn đâu đây nỗi nhớ vô bờ. Là một lần ghi dấu trong cuộc đời nhớ, để đã hàng cây làm bạn cùng tôi mỗi lần đến trường. Chiều đi trên con đường này, hoa đia vàng trải dưới chân tôi, ngập ngừng trong tôi như thầm hỏi, đường về trường ôi sao lạ quá. Một lần đi qua con đường này, bao kỷ niệm chợt sống trong tôi, để lại trong sân ngôi trường này, còn đâu đây nỗi nhớ vô bờ. Nhớ, nhớ như ngày nay, cũng bắt bè sông dưới mái trường này. Nhớ, tiếng nói thầy cô, cánh ta bay bay vào cuộc sống. Nhớ, nhớ nơi mùa đi qua, nhớ một lần đi dấu trong cuộc đời. Nhớ, ghế đá hàng cây là bạn cùng tôi mỗi lần đến trường. Trên con đường này, hoa được vàng trải dưới chân tôi, ngập ngừng trong tôi như thầm hỏi, đường về trường ôi sao xa quá. Một lần đi qua con đường này, bao kỷ niệm chất sống trong tôi, để lại trong sân ngôi trường này, còn đâu đây nỗi nhớ vô bờ. Trường này nhớ, tiếng nói thầy cô, chắc cánh ta bay bay vào cuộc sống. Nhớ, nhớ mỗi mùa đi qua, là một lần.
bạn đi đâu trong cuộc đời nhớ. Về ta hát hay làm bạn cùng tôi mỗi lần đến trường. Nhớ mỗi ngày chia tay, nụ cười còn sao trên lòng anh. Nhớ mỗi ngày chia tay, cùng bạn bè đến những miền xa. Nhớ mỗi ngày chia tay, nụ cười còn sao trên lòng anh. Ngày tháng chờ mong dòng lưu bút chưa kịp ghi đã ướt nhòe, nhanh ho thấm chưa kịp trao tay một lần. Kỷ niệm đó trong chiều mưa tan trường, hai đứa chung đường sao nghe vẫn vương. Bao yêu thương trong ta tìm về một thoáng trường xưa, đã nghe thời gian thoái đường, nghe bâng khuâng trong tim một thời tìm bước ngày xưa. Ước mơ người còn đâu nữa, ai thương ai quên ai dần hơn, buồn cánh phương rơi khi ta chờ người không tới. Cho hôm nay miên man vui vui nhặt lá vàng mơ khi xưa một mối tình thương. Sân trường hành lang ấy xa dần xa bước chân người. Bạn thân hỡi, ta khắc ghi trong lòng những ước mơ hồng ngày tháng chờ mong. Dòng lưu bút chưa kịp ghi đã ướt nhòe, nhanh hoa thắm chưa kịp trao tay một lần. Kỷ niệm đó trong chiều mưa tan trường, hai đứa chung đường sao nghe vẫn vương. Bao yêu thương trong ta tìm về một thoáng trường xưa, đã nghe thời gian thoái đưa, nghe bâng khuâng trong tim một thời tìm bước ngày xưa. Ước mơ người còn đâu nữa, ai thương ai quen ai dần hơn, buồn cánh phương rơi khi ta chờ người không tới. Cho hôm nay miên man bồi hồi nhặt lá vàng mơ khi xưa một mối tình thương. Chúng ta tìm về một thoáng trường xưa, đã nghe thời gian thoái đưa, nghe bâng khuâng trong tim một thời tìm bước ngày xưa. Ước mơ người còn đâu nữa, ai thương ai quên ai dần hơn, buồn cánh phương rơi khi ta chờ người không tới. Cho hôm nay miên man bồi hồi nhặt lá vàng mơ khi xưa một mối tình thơ. Cho hôm nay miên man bồi hồi nhặt lá vàng mới khi xưa một mối tình thơ. Xin cảm ơn Xuân Hiệp lớp A5 và Phạm Thúy lớp B7. Và để liên tục chương trình, chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Cảm ơn tình yêu với phần thể hiện của đơn ca Mỹ Hạnh đến từ lớp C3.
lớp 12C3 xin gửi đến tất cả các thầy cô và các bạn lời cảm ơn trân trọng và xin gửi tới cô Thi. Dạ, cô Thi của chủ nhiệm C3 ạ. Cô, em thay mặt cho lớp 12C3 xin gửi tới cô như lời cảm ơn trân trọng nhất. Lặng yên nghe con tim với bao nhiêu nỗi say như chơi vơi. Nếu như đây là mơ, xin cho tôi đừng trong phút giây này. Và tôi như đang mơ, giấc mơ tay dịu êm, tay trong tay. Những phút giây gần nhau sao qua nhanh, nghẹn lòng không nói lên lời. Hạnh phúc trao dâng, lời hát xin cảm ơn tình yêu và cho chúng ta gần nhau phút giây còn mãi. Hát lên, lời hát xin cảm ơn tình yêu và cho chúng ta một đêm. Để cùng tham gia vào trong màn nhảy tập thể với tên gọi Trần Nguyên Hãn 9598. Xin mời tất cả các bạn chúng ta hãy cùng nhanh chóng quay trở lại khu vực sân khấu để cùng tham gia vào trong màn nhảy tập thể ngẫu hứng Trần Nguyên Hãn 9598. Xin mời tất cả các bạn. Xin mời tất cả các bạn chúng ta về khu vực sân khấu ạ.
Những bạn nào chúng ta chưa quen thì chúng ta hãy đi theo nhá. Các bạn ơi, năm sáu bảy đi, 1 2 3 4 lên nào, 500 anh em ơi. Tiếng nấc nghẹn ngào, thời gian sao đi mau, xin hãy ngừng.